Chào các bạn đến với chuyện cổ tích, báo hồng và cô bé lọ lem. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình luôn nha. Trước khi đi ngủ, chú báo định đọc một quyển sách hay, ngủ cho ngon không ngờ gặp phải cuốn sách ma thuật, đã lôi báo hồng vào câu chuyện cổ tích cô bé lọ lem. Báo hồng và cô em kế hung dữ của lọ lem giành nhau cây đũa thần của lão tiên mũi to, khiến cho nó bị gãy làm hai mất hết phép thuật. Lão tiên mũi to bắt đền cây đũa mới, báo hồng chỉ biết xin lỗi, còn cô em kế bảo tại nó đền nó đi, và thấy lọ lem đang ngồi trang điểm trong xe bí ngô liền chạy đến. Quát hoàng tử sẽ kết hôn với tôi, chị cút ra ngoài và quăng lọ lem xuống đất, lên xe đến hoàng cung bỏ lại một giọng cười khinh miệt. Báo hồng và lão tiên mũi to chạy đến, lọ lem khóc nức nỡ không còn cơ hội gặp hoàng tử nữa. Lão mũi to bảo bây giờ ngươi phải giúp nó. Báo hồng xin lỗi tôi phải về đi ngủ cái đã. Ngươi đã làm gãy cây đũa của ta, giờ ngươi phải ở đây đến khi ta sửa lại nó. Chắc cũng mất đến vài năm và lão tiên bỏ đi. Thế là báo hồng phải tìm cách giúp lọ lem đi đến hoàng cung dự lễ hội khiêu vũ. Xe bí ngô không còn thì dùng xe này vậy. Nhưng khi đến cổng thành, tên bảo vệ kiểm tra danh sách, thật không may hai bạn bị ném một cú đi quá xa vì không có tên. Không sao, còn báo hồng danh ma này thì còn cách vào. Báo hồng dùng độc chiêu dân dã đưa lọ lem và mình vào trong thành dễ dàng, và phát hiện tên bảo vệ bắt chước làm theo. Báo nhanh tay xây bít cửa sổ làm hắn ta rơi xuống đất, nghe thật khủng khiếp. Trở vào lễ khiêu vũ, báo hồng ngạc nhiên khi thấy lọ lem uống rượu giải sầu. Vì tới muộn nên cô em kế cướp mất hoàng tử, bây giờ mình chỉ có thể tìm một người nông dân tốt bụng sống cho qua ngày. Báo hồng bảo cô đừng có làm rối tung câu chuyện nữa, và tìm cách giúp lọ lem lấy lại chàng hoàng tử. Cho cô em kế hun dữ biết đùa với báo hồng, thì kết quả chỉ có hại không có lợi. Nhưng rồi chuông đổ 12 giờ đã đến ngay lúc nàng lọ lem trao cho hoàng tử nụ hôn. Nàng lọ lem biến lại thành cô gái rách dưới. Báo hồng vội chạy đến chỉnh lại kim đồng hồ. Cô em kế không chịu thua, hai bên giành qua giành lại. Lọ lem biến tới biến lui, làm hoàng tử cũng ngơ ngác, và rồi cây kim đồng hồ cũng gãy luôn. Cô em cười sung sướng, còn hoàng tử trưng hửng người đẹp của mình đâu mất, vội chạy đi tìm, mặc cho lọ lem rơi nước mắt không nói nên lời. Hoàng tử tỏ ra vui mừng khi nhặt được chiếc giày của lọ lem. Báo hồng đến mách cho hoàng tử cách thử giày tìm người đẹp. Ồ là ý hay, và cho báo đây thử đầu tiên luôn. Cô em kế nhìn thấy kéo cái váy lên xem chân mình, ôi trời ơi ghê tởm quá, ghẻ chóc đầy, liền vội mang vớ vào thử luôn, không ngờ lại vừa với chiếc giày. Hoàng tử mừng rỡ là người đẹp đây rồi, thì ra cô em quỷ quyệt sử dụng chân giả của bức tượng. Lọ lem thấy vậy tức mình đập báo hồng đã bảo không nên cố gắng làm gì, trở về định kết hôn với lão nông dân lưng gù, còn dụng gần hết cả răng nhưng tốt bụng. Báo hồng nhìn lão đây thấy cũng hết hồn, liền kéo lọ lem đi tìm hoàng tử. Trong khi đó cô em kế đi xe bí đỏ đến nhà thờ làm lễ cưới. Báo hồng giả dạng sĩ quan dừng xe kiểm tra và cướp lấy xe đưa lọ lem đi gặp lại hoàng tử. Vừa đến nơi chưa kịp vui thì không biết bằng cách nào cô em kế cũng đến và tống cổ lọ lem vào thùng rác, tự tin chạy đến với hoàng tử. Nhưng báo hồng không vừa kéo cầu dao mở cơ quan làm cô em rơi xuống, báo hồng ẩm luôn lọ lem giao cho hoàng tử, vừa đặt xuống liền bị cô em thả dây kéo lên. Tưởng đâu cô em đã thành công, nhưng cái kết là hôn đấm đuối phải hoàng tử ếch của báo hồng. Cô em phát hiện hoảng sợ bỏ chạy mất dạng. Hậu quả của kẻ dám đấu với báo hồng danh ma, và câu chuyện kết thúc như chuyện cổ tích, nàng lọ lem xinh đẹp và chàng hoàng tử hạnh phúc bên nhau. Phim hết rồi, các bạn nhớ đón xem tập tiếp theo nhé.